Có lẽ sáng ra mình phải đi liền á, để đỡ người ta cũng lâu quá mà.
Mời coi coi. Là ăn kem rồi. Mẹ ăn đồng rồi mẹ. Thế lúc cả tựa ra dân hơn. Rồi sợi. Rồi sợi. Có chụp thay không sao. Tiếng rồi nè. Wow, con này siêu bự vậy. Trời ơi, con này đẹp thiệt. Trời ơi, con cái gì vậy? Đây là ông đậu tinh chua. Đậu tinh chua thôi. Đậu tinh chua thôi. Mà này hai loại khác nhau mà. Ghê quá à. Xuất xứ Nam Mỹ, nó bỏ lộn chuồng rồi. Nó sẽ dùng cá bông muộn. Ở trên nữa kìa chú, cá Ali gì đó xuất xứ Nam Mỹ. Ở đây hai con. Mấy con này cũng có thể. Sò bê clear ấy. Thấy không cô? Thì lót thôi. Cuối năm hỏi rau. Cá mập nè ba. Ba cứ cuối năm. Cá mập rồi mà. Cá mập. Cá mập mà ốm yếu quá. Khi chán được ăn rồi. Giảm không thấy được. Đồi mồi cá mập đi ăn bè. Đồi mồi nên làm một cái hồi. Ngon lắm chứ. Xe lúc có lúc thôi. Xe lúc. This one best fish. The best fish. It's alive. Này nó có bị. Nó thôi quá, thôi thôi. Anh xin. Thấy quay lập tức thôi. Mẹ con rùa đẹp nè. Thấy quay lập tức thôi. Trời hôm nay mới được đi coi thoải mái. Bữa xếp hàng ghê lắm. Trời dễ thương quá nè. Mẹ Ti cá trinh báo nè Ti. Mệt quá. Kinh quần nhìn chung là trinh. Ôi đẹp quá ơi. Thớt thôi. Con coi đi. Sợ đừng đi. Thớt thôi. Em đi ở đâu anh em mặc thớt thôi. Anh hai đưa sợi em hỏi. Quay trái gì nữa quay nữa. Ủa anh rúa. Say why a bit home. Ông có lên trên đây mà nhìn ông có thấy to lớn hết trơn. Ai hướng dẫn viên đâu rồi?
say 100 out 100 times. Đây có hai bé sinh đôi trước mặt tao ngày quay dễ thương. Hồ sen nè mà. Đẹp quá. Thank you.
Kinh Bắc. Hùng quá mà. Ghê không? Tí tao tí tởn này. Vô mai thì kêu video. Ba người đẹp. Quá nhanh mà. Hồi như đi trên sàn cắt bốt chứ. Đi quay vô đi nữa. Được không mẹ ơi. Quay vô quay mẹ ti đăng ký. Ba biến mất rồi kìa. Trời, ba đi có điện thoại lo gì. Cái này là chỗ vô cái trò nhảy ếch vậy không mẹ, chứ tí người bị đuổi xuống. Nói vậy. Thích lê gì? Nói gì không hiểu. À chính ra hả? À. Chờ xíu lại kiếm bà. Lại kiếm bà nè. Kìa, có cô Tiên coi kìa Tiên hả? Cô Tiên này đi tướng cảnh à. Nóng này vua hùng. À vua hùng à. Con gái vua hùng đúng rồi, đổi cái nón nữa đó. Ủa ba biến mất rồi mẹ. Con bị bắt cóc rồi. Xe mẹ. Ba. Ba xuống túi dưới kia rồi kìa. Khi mà tìm được nguồn suy gió, có thể đi rất xa, đã không có gì để nhân dân 29 tuổi.
Mỗi có con lông vàng. Đấy là múa. Hay ổng múa đó này dạ. Đại cung Kim Lân Sơn xuất thế. Việt Nam hưng thịnh, nhà nhà ấm no. Đại cung Kim Lân Sơn xuất thế vừa xuất hiện tại Suối Tiên là một công trình kỳ vĩ độc đáo với những đường nét điêu khắc tinh xảo. Xây dựng công trình này khi được văn hóa Suối Tiên thể hiện mong muốn đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh và cầu chúc cho du khách được hưởng nhiều lợi và may mắn. Đại cung Kim Lân Sơn xuất thế cũng là nơi diễn ra lễ hội múa lân sư đoàn tinh thần não nhiệt công suất của ngày đầu tiên. Như vậy, cùng một thời Kim Lân Sơn xuất thế. Quá thân. Nothing in here. Sao lâu quá vậy? Chạy ghê em đảo đi anh, có người đi thôi. Cho hai người. Phần bự quá sợ đi không được con. Hai cái đâu cũng được, cứ đi tạm nhiên thôi. Bên kia còn bị từ chối, từ quá bự. Ghế nhỏ nguy hiểm là nhỏ à. Ghế nhỏ, ghế bên kia bự, kia còn bị từ chối. Giờ đi không, đi không, đi bên đi qua thử thôi. Điêu á, xe bệnh điêu á. Thank you.
vời. Ok. Ok. Đang quay ha. Dạ, mới thấy cái màu đỏ rồi. Này đưa cái kiện cho tí nó mang tí. Mang kiện mắt gì cũng được tí ơi. Tí. Ai biết. Mắt kiện đi, mắt kiện đi, nó đờ tạt mắt. Mày. Nó kêu qua bên này quay cho nó. Mẹ cầm cái chai mày vụt cái đâu cơ mà. Ở đâu rồi? Tàu ở đâu? Ở đâu thấy đâu mà ba lại qua ba hỏi cô đó. Quay lên dọc đây nè, nó kêu tôi qua đây đứng quay. À đúng rồi, anh ở đây quay nè. Nó lên đây nè. À đúng rồi, quay đây nè. Nhưng làm sao thấy người nó được. Để xin nó lên. Lại xin con nói cho nó lên không? À, này mày ngồi đây thì mày anh tới anh nói rồi nó cho. Cho chú lên chú quay cho cái thằng Tây một cái được không? Không thấy đường. Không thấy đường. Ngồi mấy đó được không? À, quay gài xuống thôi. Hello mẹ. Chào bạn. Yeah.
Chúng nó quay lại đây ha. Đứng đâu này quay. Cháu tôi đứng đây tôi quay nó cái. Chuyện cho cái ghế lui lại cái chỗ. Dạ, chuyện xuống dưới ngồi đây vậy. Ok. Dạ. Hai người ngủ được đâu, ngồi sau này làm. Chuyện xuống dưới rồi. Chuyện ngồi ra ghế sau. Mỗi người ghế hả? Dạ. Có xin bỏ. Tự độc lập mà đúng không ạ? À, mỗi người một ghế đó. Hai đưa tay lên bạch. Này ghế mini đó ba. À, ghế mini của em bé hả? Tên người lệnh chơi em bé chơi người lệnh chơi ghê. Kêu nó cầm hai tay chờ đợi giữ lại. Cái hai em bé nè. Rồi xong chạy đi. Đây đây đây. Bye bye. Dạ, lâu chắc nha. Ông thai không?
còn hai người nữa. Còn hai người nữa. Anh biết nhờ cái này mà quảng cáo cho mình nhiều lắm. Sorry. Ôi giời. À, chuyện bên này chứ. Chuyện bên này nhanh hơn chứ. Để tôi xuống đây cho nhanh cái. Mẹ đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày. Mày. Trang. Chanh nào bị cảnh nhiều rồi, chanh đó dơ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.